Chào các bạn, hiện tại chúng tôi đang cách thị trấn Bắc Hà vào khoảng 13 km rồi. Và bắt đầu là những đường đèo núi nhá. Đèo núi giống như là tôi nhận ra một cái khung cảnh rất quen thuộc, giống như con đường từ thành phố Lào Cai lên Sapa. Thì khoảng tầm 13 km thôi, tầm nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ có mặt tới nơi. Tôi sẽ mở kính cho các bạn cùng xem khung cảnh ngoài đèo như nào nhé. Tôi đã thấy bên ngoài khá là rét rồi, bên ngoài đang rất là rét anh em nhé. Cầm tay với mọi người. Ok, hẹn gặp lại các bạn tại thị trấn Bắc Hà nha.